Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khánh Thi mừng sinh nhật mẹ ruột, hé lộ ngày trẻ không hổ danh hoa khôi một thời. Ngày sinh nhật mẹ, Khánh Thi ước đó là mẹ luôn khỏe mạnh và con cái luôn có hiếu với mẹ. Khánh Thi là một trong những mỹ nhân xinh đẹp của làng dance pop Việt Nam, hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ và hai con. Được biết, Khánh Thi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ ruột của mình. Khánh Thi còn tiết lộ, thời trẻ mẹ từng là hoa khôi của làng Thường Tín, văn công quân đội. Nhân ngày sinh nhật mẹ ruột, Khánh Thi viết, mẹ tôi, bà Đông hôm nay sinh nhật nè. Ngoài Hà Nội sẽ gọi là mừng thọ bà Đông 74 tuổi. Bà Đông hay tính tuổi mụ lắm nên bà sẽ bảo mẹ 75 tuổi chứ. Với Thi, mẹ Đông luôn mãi trẻ đẹp, cả đời cứ vất vả lo lắng cho con trai con gái. Tôi bây giờ vẫn như em bé với mẹ, cứ hỏi tí là ăn gì không con. Mà cũng hay dỗi hờn lắm. Ngày tôi vào năm lập nghiệp 2009, mẹ quyết định rời bỏ ngôi nhà thân thương ở Hà Nội để vào chăm sóc tôi. Thăng trầm của tôi là bao nước mắt của mẹ chịu đựng cùng con gái. Giờ tôi vẫn chỉ mong duy nhất một điều, đó là mẹ luôn khỏe mạnh và con cái luôn có hiếu với mẹ. Khánh Thi chúc mừng sinh nhật mẹ ruột. Mẹ là người đồng hành cùng Khánh Thi trong khoảng thời gian khó khăn nhất khi mới lập nghiệp. Có ai tin mẹ ruột Khánh Thi đã 74-75 tuổi, bà Phạm Thị Đông có vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp và phúc hậu. Cả đời mẹ tần tảo chỉ để cho chồng cho con được vui và hạnh phúc. Mẹ được gì tôi không dám hỏi, Khánh Thi tâm sự. Khánh Thi tiết lộ mẹ cô thời trẻ là hoa khôi làng nghề Thường Tín, là ca sĩ trong quân đội. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và cư dân mạng hết lời khen ngợi vẻ ngoài của mẹ Khánh Thi, bác trẻ hơn nhiều so với tuổi. Chúc bác Đông thật nhiều nhiều sức khỏe và niềm vui. Bà đẹp quá, em chúc bà luôn vui khỏe. Con chúc mừng sinh nhật bác trẻ hơn với tuổi. Chúc bác mạnh khỏe, an lành, sống lâu bên con cháu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.